Chào tất cả các bác nuôi dâu tại Đắk Lắk nhé. Thì hôm nay em quay cái vườn dâu mới đốn lần đầu, chuẩn bị cho thu hoạch nhé. Đây các bác này, đây là cái lối đi ở giữa này để tưới tắm này. Đó. Đây các bác, đây dâu em đốn đến thời điểm này là cũng được hơn 1 tháng ở đây, gần 2 tháng rồi nhé các bác nhé. Đó. Thì bây giờ từ chỗ đốn cây lên được khoảng 60 đến 80 rồi nhé. Đó. Đây các bác này, không biết là thời điểm này là đã chuẩn bị nuôi tằm được rồi đây. Nha các bác, đây là chỗ 6 đây thì nó hơi thấp này. Đó. Còn chỗ cơ bản thì nó dài khoảng 60 đến 80 phân rồi nhé, từ cái chỗ mình đốn đó. Ở đây chỗ này là xấu nhất đây các bác này. Đó. Còn đây là cái đoạn đốn sau nhé, do nuôi nuôi tằm á thì đốn trước đốn sau do tằm nó ăn lượt. Đấy, đây là cái đoạn đốn sau nhé các bác nhé. Giờ nó cũng khoảng 50 phân rồi. Đó, đây đốn trước này, nhìn nó khác này các bác này. Đó, còn đây là đốn sau này. Đó. Thì em trồng cái đợt đầu này á thì nó khá là rộng nhá, thì nó chiều rộng của luống nó khoảng 1 mét luôn đó. Nhưng mà tuy nhiên thì trồng càng rộng thì lá dâu nó sẽ càng to nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn cái lá dâu này đó, bàn tay em đây đó, nó to hơn bàn tay nhé các bác nhé, rất chi là đẹp. Do cũng được 2 trận mưa rồi nhé các bác nhé, do vậy là dâu bữa nay nó đủ nước rồi, nó không phải tưới nhiều như bữa trước nữa. Đây các bạn này, khu vực này thì ba nhà cạnh nhau là trồng dâu, do vậy là về cái thuốc trừ sâu hay là thuốc cỏ thì tụi em ở gần nhau cũng kiểm soát được. Đó. Đây là hàng xóm này, dâu nhà hàng xóm mới đốn lần đầu đây. Đó. Vườn dâu khá đẹp nhé các bác nhé. Vườn dâu xanh mướt. Đó. Còn chỗ này là em mới trồng dặm thêm một hàng nữa đây. Đó. Do bữa trước trồng là thiếu giống. Dâu đợt này khá là đẹp nhé. Thì các bác nào có vườn dâu nào đẹp thì chia sẻ lên để cho anh em xem và học tập nhé. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.